Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn dự án Loot Platform. Đây là một dự án về những nền tảng toàn cầu dành cho các nhà đầu tư về các quỹ đầu tư phân cấp. Và dự án này thì hiện nay đang có website đó là lootplatform.com. Với thông tin về dự án này thì hiện nay thì đang đến trong giai đoạn huy động 4. Và dự án này thì đã huy động được 562.000 đô. Tổng số lượng head cap của dự án này đó là 25 triệu đô. Dưới đây thì sẽ là những bản trình bày của white paper của dự án đã được phát hành trên công chúng. Hiện nay thì giá của một Loot Platform viết tắt là LSU, một Ether sẽ bằng 22.496 NSU. Hiện nay thì giá sẽ thay đổi trong khoảng 21 giờ 29 phút nữa. Vì vậy thì các bạn hãy nhanh chóng đăng ký để có thể mua NSU token ở đây. Hiện nay thì thông tin về Loot Platform thì đang được đánh giá rất là cao trên các bảng xếp hạng như ISO Ben đạt 4.2 trên 5 điểm, Check ISO đạt 5.0 trên 5, ISO Grow đạt 4.2 trên 5, ISO Mat đạt 8.4 trên 10 và Flame đạt 5.0 trên 5. Thường thì trên các nhóm đánh giá thì Loot Platform đều đạt được số điểm rất là cao. Dưới đây đó là sẽ video giới thiệu về dự án Loot Platform. Video này thì có độ tương tác rất là đẹp mắt này, đồ họa. Vậy thì với dự án Loot Platform thì sẽ hoạt động như thế nào? Thì trên đây sẽ là sơ đồ về hoạt động của dự án Loot Platform. Ví dụ như là người đầu tư, đây sẽ là công nghệ này và có phần là lựa chọn thông minh. Có thể đầu tư vào nút này, hoặc chu nút, hoặc DAI AI. Hoặc sau đó thì sẽ kết nối với bên dự hoặc bán này, investment này. Sau đó thì có thể chuyển đổi sang các BTC hoặc Bitcoin hoặc Gram. Và phần số này nếu như bán thì sẽ lại trở về đối với người mua. Hiện nay đối phần giá thay đổi sẽ bằng giá thực tế này cộng với giá thực tế nhân với phần tăng giảm và chia cho net. Hiện nay thì khi mà các bạn tham gia vào dự án Loot Platform, chắc chắn các bạn sẽ có phần đầu tư đạt được lợi nhuận cao. Nhưng đối với phần lợi ích đối với các người quản lý quỹ, một đó là đây là một khung kỹ thuật để tạo và quản lý các quỹ đầu tư trên blockchain. Hai, đó là với khả năng phát hành quỹ token để tương tác với các nhà đầu tư. Ba, khả năng token hóa tài sản của nền kinh tế thực. Bốn, báo cáo tự động của tình hình hoạt động của quỹ. Bảy, khi tham gia vào Loot Platform, nhà đầu tư có thể tham gia vào bất kỳ quỹ nào được tạo lập trên Loot Platform. Năm, đó là khả năng chi trả cổ tức. Sáu, đó là khả năng tự động tính toán và thanh toán hoa hồng để tài trợ cho các nhà quản lý. Vậy thì dưới đây sẽ là sơ đồ về phần tăng giá trị mà các nhà đầu tư sẽ nhận được. Ví dụ như đầu tiên chúng ta có 600. Vậy sau ngày 11 tháng 7 giá sẽ tăng lên là gần 800. Hiện nay thì lợi ích được việc đầu tư vào các hoạt động tốt nhất trên Loot Platform này, bạn có thể hạn chế được rủi ro bằng cách chọn các quỹ hàng đầu với nhiều danh mục đầu tư khác nhau, sử dụng báo cáo xác nhận từ blockchain để phân tích hiệu suất quỹ đầu tư. Và phần thương mại ETFS về việc trao đổi Loot Platform phi tập trung. Vậy những tính minh bạch của Loot Platform sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể giảm chi phí hoạt động, loại bỏ trung gian, đa dạng hóa rủi ro, giảm chi phí, tăng sự an toàn và bảo mật của các giao dịch, giảm tiền gửi và rút ngắn trong khoảng thời gian thu hồi, nghiên cứu dựa trên dữ liệu trung thực và minh bạch, danh sách đánh giá của các quỹ đang hoạt động là tốt nhất. Vậy thì token Loot Platform thì có thông tin viết tắt là gì? Viết tắt sẽ là NSU. Giá trị cung cấp tối đa đó là 2,5 tỷ. Số lượng cung cấp cho đợt sale sẽ là 50% là 1,25 tỷ. Hiện nay thì dự án này có thể chấp nhận thanh toán bằng Ether, Bitcoin, BTH, Bitcoin và DAT. Short cap của dự án này sẽ là 1,6 triệu tiền điện tử, head cap sẽ là 25 triệu tiền điện tử.
giá và phần trăm tặng thêm của dự án Nut Platform thì sẽ thay đổi. Hiện nay thì giá của đợt này sẽ bằng, nó là 1 Ether thì sẽ bằng 22.500 NSU. Và giá của NSU thì sẽ thay đổi theo từng thời gian của dự án. Giá này sẽ tăng theo thời gian. Ví dụ 1 NSU sẽ bằng 0,0004443 Ether cộng với giá trị Ether tăng là như này. Vậy thì nếu như sau đây thì giá Ether thì sẽ tương đương là 16,5000 NSU. Đây là sơ đồ về phần tăng trưởng của NSU. Đầu tiên sẽ bằng 0,0004444 Ether và sẽ tăng lên 36% cho thời điểm cuối cùng của phần ISO. Về phần phân bổ số token, 5% sẽ dành cho đội ngũ phát triển, 5% dành cho những chi phí khác, 15% dành cho marketing, 5% dành cho phần hoạt động này, 50% sẽ dành cho phần bán công khai và 20% sẽ dành cho các nhà quản lý. Về phần phân bổ quỹ thì 50% sẽ dành cho việc bán. Dưới đây thì sẽ là thông tin về những sự kiện của Nut Platform đã tham gia. Thì Nut Platform đã tham gia rất là nhiều các sự kiện offline, ví dụ như là sự kiện ở Curveview, sự kiện ở Blockchain, những sự kiện thế giới ở Dubai này. Vì vậy thì dự án này thì có tầm ảnh hưởng rất là lớn. Dưới đây đó là đội nhóm của Nut. Ông CEO là ông Colin Brinsey. Ông thì đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong nền tảng về phát triển sản phẩm cũng như blockchain. Đây là đội ngũ cố vấn của Nut. Hiện nay thì về đối tác của Nut thì gồm có Bancor. Đây là giao thức Bancor được sử dụng để dự trữ bất kỳ ERC20 nào để nhận token. Civic là các nhà đầu tư và các nhà quản lý được phép sử dụng 2FA để tăng cường an ninh của văn phòng phụ trách. Sam and Stan sẽ cung cấp dịch vụ KYC sử dụng công nghệ blockchain. Dưới đây sẽ là sơ đồ đường đi của dự án Nut. Từ ngày tháng 4 năm 2017 thì đã có sáng tạo về ý tưởng và đã được chứng minh được ý tưởng đó. Thì hiện nay thì đang trong thời điểm đó là tháng 3 năm 2018 và ra mắt phiên bản beta của Nut Platform tại Ethereum và thử nghiệm đã ban đầu, ra mắt quỹ thí nghiệm. Đến tháng 6 thì sẽ kết hợp với giao thức Bancor. Và hiện nay thì dự án cũng có lộ trình rất là rõ ràng cho đến năm 2019. Việc phát triển và tích hợp các thuật toán để quản lý tài sản phi tập trung sẽ được xác định nguyên tắc ban đầu và khuôn khổ cho các nhà quản lý làm việc với sở hữu tài sản. Dưới đây sẽ là một vài bài viết về blockchain và media dự án này. Thông tin về dự án Nut Platform thì cũng được đăng tải trên rất là nhiều các thông tin công chúng như Enterprise, Truthnode, Flip to Coin News, CoinSpeaker. Dưới đây là một vài câu hỏi về dự án Nut Platform. Công ty thì được đăng ký tại trụ sở Scotland, Anh. Chi tiết về việc thành lập doanh nghiệp của Nut Platform là số SR023197 tại địa chỉ CU1, số 4 Queen, Vương quốc Anh. Vậy thì dưới đây sẽ là một vài thông tin câu hỏi cụ thể về dự án Nut. Các bạn có thể xem chi tiết trên website. Đây là một dự án được đánh giá rất là cao và hiện nay thì giá của Nut sẽ thay đổi trong 21 giờ nữa. Vậy là các bạn chỉ còn chưa đến một ngày để có thể mua giá của Nut với giá đó là 1 Ether bằng 22.496 Nut. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.